Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2022 có 4 không gian và 8 chương trình hưởng ứng, mở đầu bằng lễ khai mạc. Các chương trình trong tuần lễ vàng sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 22 giờ, từ ngày 24 tháng 4 đến 30 tháng 4 năm 2022. Bên cạnh các ấn phẩm quảng bá du lịch, sẽ có các sản phẩm thương mại của địa phương phục vụ du lịch để tăng sự phong phú và hấp dẫn. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là sự kiện văn hóa du lịch thiết thực, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng cùng với cả nước vượt qua những khó khăn thử thách do đại dịch Covid-19, tạo dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh và gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc của địa phương, từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu du lịch tỉnh Lâm Đồng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2022 được tổ chức vào dịp cao điểm của du lịch Đà Lạt, vừa tạo điểm nhấn cho du khách, vừa tạo không khí nhộn nhịp và quy mô hoành tráng. Các chương trình, sản phẩm du lịch mới sẽ thu hút, phục vụ du khách đến Đà Lạt Lâm Đồng. Cùng với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sự gắn kết chặt chẽ sẽ tạo thành chuỗi các hoạt động quảng bá, xúc tiến tiềm năng, thế mạnh tài nguyên du lịch của Đà Lạt Lâm Đồng. Hứa hẹn tạo ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa trong cộng đồng dân cư và du khách về Đà Lạt, thiên đường nghỉ dưỡng. Thì tôi đã thấy có một cái sự khởi sắc trở lại trong cái thị trường du lịch Đà Lạt. Khách hàng cũng đã đến với Đà Lạt nhiều hơn và những cái cách du lịch này cũng đã quen với cái việc là vừa đi du lịch nhưng mà cũng vừa sẽ đảm bảo cái sức khỏe cho mình trong cái mùa đại dịch như thế này. Tôi rất là hy vọng trong những cái khoảng thời gian sắp tới, khi mà những cái sản phẩm du lịch của Đà Lạt đang được phát triển nhiều hơn, cũng như là những cái chương trình kích cầu được phát động từ phía Sở Văn hóa Du lịch Lâm Đồng sẽ tạo thêm nhiều những cái sản phẩm mới lạ, thu hút thêm những cái đối tượng khách đến với Đà Lạt trong khoảng thời gian từ bây giờ cho đến cuối năm 2022. Và đầu năm 2022 thì những cái lượng khách du lịch quốc tế và những khách nội địa đang dần trở lại với Đà Lạt, và em cảm thấy rằng là Đà Lạt đang cần những lượng khách này để khẳng định lại vị thế độc tôn du lịch ở khu vực cao nguyên, khu vực miền núi này một lần nữa. Và em cảm thấy rằng đây là một trong những cái thách thức của Đà Lạt, nhưng mà nó cũng là một những cái cơ hội. Nếu mình tận dụng những cơ hội này thì Đà Lạt sẽ trở lại và vững mạnh hơn xưa. Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2022 là sự kiện được kỳ vọng sẽ là bước chạy đà cho sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung trong năm 2022, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19.